chào đời, săn mồi, chống lại kẻ thù, gặp gỡ những vị thần, tiện họ, đối đầu với các tai tình. Đó là tất cả những gì tôi đã trải qua trong tập ngày hôm nay. Thử thách 7 ngày 7 đêm sinh tồn cùng quái vật thần thoại cáo sáo chân. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Ở ngày đầu tiên, tôi vẫn là một cái trứng. Chắc chắn một điều, cái trứng này đã thụ tinh và tôi sắp chào đời. Lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy lũ Microraptor đang cố gắng đập vỡ vỏ trứng và ăn cái phần bên trong của tôi. Nhưng tôi may mắn được cha sinh mẹ đẻ, có lớp vỏ vô cùng rắn chắc, bọn chúng không thể nào phá hủy được. Mổ từ sáng cho tới trưa, đau hết cả mỏ, cuối cùng bọn chúng cũng bỏ cuộc. Vậy làm sao tôi chào đời đây? Các bạn cứ yên tâm, loài của tôi có một bản năng, khi sắp nở sẽ cố gắng đập quả trứng từ bên trong. Và tôi cũng thực hiện điều đó dễ dàng. Quả trứng cũng bắt đầu có những vết nứt. Cuối cùng thì tôi, một chú cáo sáu chân kỳ lạ, cũng chính thức chào đời. Bây giờ chuyến hành trình phiêu lưu của tôi mới thật sự bắt đầu. Nhưng vừa mới nở, tôi chỉ biết mình là loài cáo sáu chân. Ngoài ra tôi không biết thông tin gì cả. Ngay cả cha mẹ của tôi là ai, đang ở đâu, tôi cũng chẳng biết gì cả. Được rồi, ngày đầu tiên nhìn thấy thế giới này thì tôi phải sống được cái đã. Muốn sống được thì phải ăn và uống. Nước ở đây bao la, uống đến khi đầu thai còn không hết nữa, nên tôi không phải lo. Bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề thức ăn mà thôi. Từ đằng xa tôi nhìn thấy một vài con vịt đô đô. Chắc có lẽ các bạn biết tôi sẽ làm gì với bọn chúng rồi đúng không? Nhưng tôi phải thử đã, coi tôi ăn được thịt của bọn chúng hay không, hay là tôi là một loài ăn cỏ. Và thật may mắn, bọn chúng nằm trong chuỗi thức ăn của tôi. Thịt của bọn chúng vừa thơm, vừa dai, vừa ngon, vừa ngọt, cũng khiến tôi mê ly. Tôi ăn rất nhiều, bắt rất nhiều vịt đô đô cho vào miệng của mình. Một con, hai con, rồi hàng chục con vịt đô đô. Tôi ăn rất nhiều, bụng của tôi phình ra, da mắt của tôi trùng xuống, khiến tôi không thể nào đứng nổi nữa. Tôi ngã gục xuống và đánh một giấc ngủ thật sâu. Tôi ngủ mà không để ý tới thời gian, và trời cũng đã sập tối. Kết thúc ngày và đêm thứ nhất, tôi cũng chào đón ngày thứ hai. Mở mắt ra thì mặt trời cũng đã mọc lên quá cao rồi. Một đêm thật là đã, cũng khiến thức ăn trong bụng của tôi tiêu hóa hết. Được rồi, đầu tiên tôi phải kiếm cái gì lót dạ cái đã. Sau đó thì tôi sẽ ra uống nước. À khoan, phải đánh răng nữa, nếu không thì mồm thối mất. Thì đang súc miệng, đột nhiên tôi nghe tiếng thọc huyết heo các bạn à. Hả? Thế giới này không lẽ có lò mổ heo nữa hay sao? Nhưng mà tiếng đó phát ra ở đâu? Ngó trái, ngó phải. Thì ra ở phía trước. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển lại đó. Tất nhiên trên đường đi, tôi thấy thứ gì có thể ăn được, tôi tranh thủ cho vào miệng của mình. Càng lại gần cái tiếng hát đó thì một khung cảnh xuất hiện trước mặt của tôi. Thì ra một con heo đang bị một con cá sấu cố gắng quật và kéo nó xuống nước. Nó la hát thảm thiết trông rất tội nghiệp. Có khi nào nó là một con heo mẹ, bầy con thơ của nó đang chờ ở nhà hay không? Không thể nào chịu nổi, tôi cũng lao tới phụ tấn công con cá sấu để cứu lấy nó. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Tôi không có gì đền đáp, hay là tôi gả con gái của tôi cho cậu nha. Tôi đã từ chối bởi vì tôi còn nhỏ, với lại khác loài. À, một tí nữa thì quên chuyện quan trọng mất. Để tôi tranh thủ hỏi thử heo mẹ này biết về quê hương giống loài của tôi ở đâu không. Hả? Biết chết liền á. Nhưng mà vị thần rừng của chúng tôi sẽ biết cậu là ai. Cậu hãy đi thẳng về phía bắc đi, chắc chắn sẽ gặp được ngày ấy. Nghe tới đây thôi, trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi cũng chào tạm biệt mẹ heo và tiếp tục lên đường. Đi mãi, nhiều tiếng đồng hồ. Đói thì tôi bắt những sinh vật nhỏ hơn tôi ăn thịt, khát thì tôi uống nước. Tất nhiên tôi cũng phải né tránh những kẻ thù to lớn hơn mình. Cứ thế, đến khi cơn buồn ngủ của tôi lại ập đến, khiến tôi không thể nào chịu nổi. Tôi phải nhắm mắt lại. Này, cô em gì đó ơi, trời đất ơi, sao lại ngủ ở đây, nguy hiểm lắm. Này, trong cơn ngáy ngủ của mình, dường như tôi nghe ai đó gọi tôi. Nhưng
tôi không thể nào tỉnh dậy được, nên tiếp tục đánh một giấc dài. Trời lại bắt đầu sáng. Ngày và đêm thứ hai cũng trôi qua. Tôi mở mắt ra thì lại thấy một sinh vật khiến tôi chật hết cả hồn. Đừng sợ, cả đêm hôm qua nữa đây bảo vệ cho em ngủ đó. Cho anh làm quen nha. Trời đất ơi, thì ra con khỉ đỏ này nó tưởng đâu tôi là con khỉ cái. Nó định cua tôi. Tôi cũng cố gắng giải thích cho nó tôi là cáo sáu chân con và đang đi tìm vị thần rừng. Cái gì? Người không phải là khỉ cái à? Nhưng mà ngươi tìm thần rừng à? Được rồi, vậy để ta giúp đỡ ngươi thêm lần nữa, theo ta. Có lẽ tôi là một sinh vật tốt bụng, ăn ở có đạo đức, nên bây giờ gặp được một sinh vật khác giúp đỡ tôi. Chú khỉ đỏ này cũng nhanh chóng đưa tôi đến gặp thần rừng. Thật không ngờ, thần rừng trong trí tưởng tượng của tôi khác xa thực tế. Kiki, chính là ngày ấy. Thần rừng ơi, thần rừng ơi, có sinh vật cầu kiến không? Cái gì nữa vậy con khỉ đỏ kìa? Một ngày ngươi dắt bao nhiêu sinh vật tới làm phiền ta chưa đủ à? Trước mắt của tôi chính là thần rừng. Cơ thể của ông ấy toàn là thân cây, nhưng ông ấy có thể cử động và đôi mắt phát xanh, trông thật là uy nghiêm. Tôi cũng lập tức chạy ra trước mặt của thần rừng và bắt đầu kể lể, nói tất cả mong muốn của mình với thần rừng. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm phiền tới ta. Được rồi, ta sẽ giúp đỡ lũ sinh vật các ngươi. Lần này là lần cuối cùng. Ngươi là sinh vật cáo sáu chân, Ferrot. Quê hương của ngươi nằm ở vùng đất gọi là Thần Thoại. Cứ đi thẳng về phía Tây, ngươi sẽ về được nhà của mình. Thì ra đó là toàn bộ thông tin về nguồn gốc của tôi. Tôi vô cùng biết ơn thần rừng. Được rồi, giờ tôi sẽ nhanh chóng lên đường. Khoan đã, loài cáo Ferrot các ngươi, sức mạnh nằm ở những ngón chân. Hãy bút nó vào miệng, ngươi sẽ cảm nhận được sức mạnh đó. Bút ngón chân hay sao? Được rồi, tôi sẽ thử. Tôi nhanh chóng cho những ngón chân của mình vào miệng. Dường như từ trong những ngón chân của tôi tiết ra cái thứ gì đó vô cùng đắng ngát. Nhưng tôi cảm nhận một nguồn năng lượng vô cùng lớn trong cơ thể của mình. Lúc này, người của tôi đột nhiên to lớn lên. Thân hình của tôi trông vạm vỡ và tôi trở nên vô cùng dữ tợn. Wow, chúc mừng ngươi, trông ngươi thật là mạnh mẽ. À, nhớ trên đường về nhà, có thấy em khỉ cái nào xinh đẹp, làm mai cho ta nha. Được, tôi cũng chấp nhận lời hứa với chú khỉ đỏ đó. Và tôi chào tạm biệt thần rừng, nhanh chóng tiếp tục lên đường. Với cái thân hình cơ thể mới sau khi tiến hóa, tôi nhanh hơn, dữ tợn hơn và mạnh mẽ hơn. Trên đường thì tôi không còn bắt những sinh vật nhỏ bé để ăn thịt nữa. Tôi thử sức bắt những sinh vật to lớn hơn. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, sức mạnh bây giờ của tôi quá kinh khủng, còn khủng khiếp hơn lúc nhỏ bé gấp trăm ngàn lần. Những con khủng long sát thủ dữ tợn chuyên ăn thịt, khi bọn chúng nhìn thấy tôi đều phải dè chừng và thậm chí biến thành thức ăn của tôi. Tôi cứ tiếp tục đi về hướng Tây, đến một vùng đất gọi là Thần Thoại. Đó chính là quê nhà của mình. Và trên đường, đói thì tôi lại ăn, và khát thì tôi lại uống. Tất nhiên, buồn ngủ thì tôi phải đi ngủ rồi. Thời gian lại trôi rất nhanh. Thêm một ngày nữa cũng đã qua đi. Bây giờ đã là ngày thứ tư. Không biết còn bao xa nữa tôi mới có thể tới quê nhà của mình. Nhưng trước tiên phải đi đánh răng cái đã, rồi kiếm thứ gì đó lót bụng, chứ không sẽ chịu không nổi. Tôi cũng bắt đầu ngó xung quanh và tìm kiếm những sinh vật nhỏ bé để cho vào miệng. Buổi sáng tôi ăn ít thôi, không thể nào ăn nhiều giống như chiều hôm qua được. Nếu không, bụng sẽ no, mắt sẽ lại trùng xuống, rồi lại buồn ngủ, chẳng có thể di chuyển về nhà kịp. Tìm mãi thì tôi mới thấy được một sinh vật vừa ý của mình. Tôi bắt và ăn thịt nó. Cái gì thế này? Một con cáo thần thoại Ferrot còn sống à? Không thể nào. Đột nhiên tôi bắt gặp một con rùa rất to, có cả một hòn đảo trên lưng của nó nữa. Nó nhận ra tôi. Tôi vô cùng bất ngờ. Tôi liền hỏi nó, rốt cuộc nó là ai? Sao nó biết được tôi? Ta là hàng xóm của loài cáo các ngươi trên vùng đất thần thoại đây. Nhưng lũ tài tình khổng lồ đã tới đó
tạo ra những vụ nổ giết chết tất cả muôn loài. Ta may mắn lắm mới thoát được ra đây. Còn ngươi, sao ngươi có thể sống được? Khi nghe tới đây, tôi vô cùng điên tiết và tức giận. Tôi không kể hết tất cả những sự việc mà tôi đã trải qua cho chú rùa đó nghe. Cái gì? Ngươi muốn quay về mảnh đất thần thoại đó hay sao? Nhưng bây giờ nó không thuộc về chúng ta nữa. Ngươi về đó ngươi sẽ chết đó. Được đi. Bất chấp lời khuyên ngăn của chú rùa khổng lồ trước mặt của tôi, tôi vô cùng tức giận, ôm mối hận, nhanh chóng quyết đến mảnh đất thần thoại để báo thù cho giống loài của mình. Có lẽ vì quá gấp rút nên tôi đã không còn muốn ăn hay uống nữa. Thậm chí buồn ngủ, tôi cũng không muốn đi ngủ luôn. 3 days later. Kết quả, suốt 3 ngày 3 đêm di chuyển ròng rã, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến mảnh đất thần thoại. Nhưng Chuyện như thế này, Chói mắt quá. Chết tiệt, dường như là một vụ nổ kinh hoàng. Khốn kiếp thật, tôi phải ngăn cản vụ nổ này lại. Đằng kia, trung tâm vụ nổ đằng kia. Cứ đâm đầu chạy, tôi đã liều mạng không sợ chết, liền tới trung tâm của vụ nổ, quyết dập tắt nó để không ảnh hưởng tới vùng đất quê hương mà được gọi là thần thoại tươi đẹp này. Thật không ngờ lúc này trước mặt của tôi xuất hiện một thứ ánh sáng rất quái lạ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân của vụ nổ. Tôi liều mình dùng thân xác của mình để dập tắt thứ ánh sáng đó. Nhưng nào ngờ, Tôi vẫn còn sống. Chết tiệt, thứ năng lượng này có vẻ như nó đã yếu đi rồi. Nhưng không ổn rồi. Sao tôi cảm thấy người của tôi nó bị làm sao ấy? Mẹ kiếp, nhìn kia, là một con cáo Ferron. Nó đã hấp thu năng lượng lõi trái đất của chúng ta. Khó khăn lắm chúng ta mới xuyên thủng bề mặt trái đất ở nơi này. Cái gì thế này? Trước mắt của tôi lúc này xuất hiện những thứ gì đó vô cùng to lớn khổng lồ. Chết tiệt, không lẽ là bọn chúng lũ tai tạch đã giết sạch giống loài của tôi và mọi sinh vật ở mảnh đất thần thoại này? Người nói không sai, bọn ta chính là những tai tạch khổng lồ. Bọn ta sống nhờ những năng lượng từ lõi trái đất. Vùng đất này được gọi là vùng đất thần thoại bởi vì nó gần lõi trái đất nhất, khiến cho vô số loại sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Do vậy bọn ta phải chiếm lấy vùng đất này, đục thủng bề mặt trái đất để năng lượng lõi bên trong được phun trào. Thì ra đó chính là nguyên nhân bọn chúng làm những việc tàn độc thế này. Tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Tôi sẽ liều mạng quyết chết với bọn chúng. Con thân, con cáo Ferron này, nó đã hấp thu một lượng lớn năng lượng lõi trái đất. Nó đã biến thành dạng hủy diệt rồi, hãy cẩn thận. Từ trong miệng của lũ tai tành đó, tôi mới biết được hình dạng thật sự của mình đã đạt được một trạng thái mới. Hay lắm, thì ra đây chính là trạng thái hủy diệt mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được. Đúng là ông trời giúp đỡ tôi mà. Được rồi, vậy thì tôi sẽ tận dụng sức mạnh này, kết liễu bọn chúng, giành lại mảnh đất thần thoại này cho loài của tôi. Cuối cùng mọi chuyện tốt đẹp cũng đã đến. Lũ tai tình xấu xa đã bị tôi diệt sạch. Tôi cũng chính thức trở thành một sinh vật thần thoại bảo vệ vùng đất tuyệt vời này. Đến đây là toàn bộ nội dung thử thách 7 ngày 7 đêm sinh tồn với loài cáo 6 chân Ferron thần thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.